Từ năm 2019 trở lại đây, Việt Nam có nhiều bước phát triển trong việc tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều thách thức, nhất là đối với việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Có thể kể đến như do bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ dài hạn là hưu trí và tử tuất, chưa có các chế độ ngắn hạn như thai sản, ốm đau nên không thu hút được người tham gia. Bên cạnh đó, thời gian đóng 20 năm mới được hưởng lương hưu cũng là một trong những trở ngại lớn, nhất là đối với người lao động phi chính thức từ trên 40 tuổi. Vì vậy, khi xây dựng dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã lấy ý kiến các bộ ngành và đề xuất giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm và tiến tới còn 10 năm để được hưởng lương hưu. Tới đây thì tôi thấy là nghe thấy là luật bảo hiểm xã hội bảo là chỉ là đóng 15 năm. Vậy nên do những người thu nhập thấp hoặc là tầm đến tuổi là 40 tuổi cũng có thể tham gia được. Tại vì thời gian có 15 năm thôi là cũng đã được lương hưu rồi. Tôi cảm thấy điều đấy rất chi là vui. Và nếu mà sửa đổi được như thế thì sẽ rất chi là nhiều người trung tuổi một tí sẽ tham gia được nhiều hơn ạ. Trong tờ trình báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng nhấn mạnh khi luật bảo hiểm xã hội quy định thời gian tối thiểu để hưởng lương hưu là 20 năm, thì những người đã tham gia bảo hiểm xã hội được 15 năm sẽ khó có cơ hội nhận lương hưu và điều này rất dễ dẫn đến tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Như vậy, lưới an sinh không bảo đảm được tính bền vững. Với nội dung là giảm thời gian đóng để hưởng chế độ hưu trí, tôi cho đây là một cái chính sách sẽ góp phần tăng tính hấp dẫn cho cái người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với cái thời gian 20 năm đóng hiện nay tương đối là dài và nhiều người là không chỉ là người trẻ tuổi mà những người tầm độ khoảng từ 40 đến 50 tuổi họ cũng mong muốn là sau này khi về hưu họ được hưởng lương hưu. Chính vì thế như vì vậy mà việc giảm cái năm đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm sẽ tạo tính hấp dẫn rất là cao đối với những người, nhất là cái nhóm người mà độ tuổi trung niên từ 40 đến 50 tuổi trở đi ạ. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng ngoài việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống còn 15 năm, thì chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cần có thêm một số chế độ ngắn hạn khác. Trong quá trình tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này, thì mong muốn của người dân là có cái bảo hiểm y tế kèm theo để cho người dân yên tâm công tác, làm ăn. Cũng giống như là những người đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì có thế thì người dân sẽ tham gia đông hơn. Và cái chế độ chính sách của người phụ nữ thì cần được ưu tiên hơn. Ưu ái hơn có nghĩa là sinh nở là người ta cũng được cái chế độ sinh nở. Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay chỉ có hai chế độ hưu trí và tử tuất. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là 5 chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thai sản. Vậy thì chúng ta phải khuyến khích bằng cách là hỗ trợ thêm chế độ, ví dụ là chế độ về nuôi con, để người ta thấy rằng là cái mức hưởng của người ta nó trực tiếp ngay để người ta có thể chăm lo phát triển sản xuất kinh doanh, thì điều đó chúng ta phải nghiên cứu suy nghĩ tính toán để chúng ta hỗ trợ thêm. Nhà nước phải nghiên cứu chính sách vĩ mô để làm sao đó mà có tính chất, làm sao mà người lao động người ta thấy rằng tôi tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện là nó phải có lợi, và người lao động người ta phải dựa vào nhà nước. Nhà nước phải là cái trụ đỡ để người lao động người ta yên tâm sản xuất và người ta tham gia vào thị trường lao động và người ta tham gia về hệ thống bảo hiểm xã hội của chúng ta tốt hơn. Quy định về việc giảm số năm tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm được nhiều chuyên gia an sinh nhất trí. Việc này tạo điều kiện thu hút nhóm người lao động từ 40 đến 55 tuổi. Thậm chí, kể cả đối với một số nhóm đối tượng đã hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, có thể tham gia hoặc quay lại tham gia để được hưởng lương hưu. Có thể mức lương hưu của những người này sẽ thấp hơn người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài. Tuy nhiên, với lương hưu hàng tháng ổn định, định kỳ được nhà nước điều chỉnh và trong thời gian hưởng lương hưu sẽ được Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế. Việc này sẽ góp phần bảo đảm tốt hơn cuộc sống khi về già của người lao động.